bà lần nữa cứ theo mà to vì sai môn và cả sai môn cứ dừng riêng bàn thầm tâm là tiền về và lần nữa cứ dừng to vì sai môn cứ tâm là muốn đâu sợ về bị bỏ lọc đi này bà chẳng là cứ dừng tâm là muốn đâu sợ về bị bỏ lọc đi bà chẳng là cứ dừng tâm là muốn đâu sợ về bị bỏ lọc đi dừng ai chạy nơi lừa vì vậy này có bán rồi mà dân chạy nâng là power on diffusion machine và dân chạy lại này có bán nè và chân dân chạy lại này tới tổ máu cứ dân bán slide một tiết và chân lại này âm biệt thừa y tế và dân chạy lại đó tiết và tổ máu lại này cứ dân chạy install và chạy install và to bây giờ cho install cứ bị chạy trang một này và trang này bây giờ đã CD key và chắc nó kia đã dùng set up những đồ chưa trở mình CD key xong là đã bảo sân là dùng ngọn miền CD key tế và này là Windows Server và dùng set up bằng bản tế và chắc và to bây giờ đã CD key hay cái dùng chạy này to tiền và kia đã dùng chạy này và cái dùng mà đó là lại đi mối tiết về miền P option và option thứ mỗi bạn này thao Windows Server thì quan đọc PR to standard server cost installation và chẳng bà sân này dưỡng rất cho option khẳng lớn ít nơi bây giờ dưỡng setup job bạn này thao Windows bỏ dưỡng cứ price cho mỗi năng comment đấy, price cho mỗi comment và chẳng cứ khi em ọt cho Windows khó năng tế cứ khi em dỡ Windows và là price cho mỗi năng interface đấy. Và đại kê hai tháng GUI và GUI cứ mau bị việc graphical user interface và chẳng bạn này thả option khẳng trọng về đại dân set up với job cứ với nâng miền option đôi Windows 7 Windows 10 này bỏ dân chẳng đại và chẳng dân chưa được rơi cho option tiếp bị và tỏa máy dân chẳng này và bây giờ dân chạy nách cứ vì chạy ra nên mối tiết và bị ao dân khắp biệt lại ở sập này mối và sau này dân ạp biết chạy nách ạp bạn này chạy nhìn chạy biệt mối máu và nhìn chạy nách to tiền và to bây giờ chạy nách hỏi cứ vì lộ chạy ra nên mối tiết và ra nít cứ vì mình bị option này thì mối cứ upgrade Windows Server chẳng upgrade Windows Server bạn nên thả nơi lưu PC bởi dưới dưới mình Windows Server mùi hỏi đại dân sẽ đạp đi môn hai chân chân chọn update đi lại và vận tải ở lợi này dưới cơ phương tài set up Windows bộ ở toàn miền Windows bị môn thì và chẳng cái dân tờ gió custom và install Windows Server only nè và chẳng dân chạy giờ lại nâng máu và bắt đầu bây giờ chạy giờ custom nâng hỏi cứ vì chạy ra nâng máu một tiền và chẳng ra nâng cứ vì ai dân chạy hạt đi và sau này dân chọn chạy hạt đi cái dân chạy lại nhiều và dân chạy nhiều tới vì năng lộ trình ra một tiết bị ảo diễn bọc bình chậm nuốt hạt đi là dân chọn bạn và bạn này thao bị trình trải si trải đi chẳng hạn và chẳng đời xa nơi khăn đi trong miền ta học sập trí chẳng cứ trong ở trời cả chạy trải thì tệ và chẳng nhau ở trời cả chạy trải thì tệ và chẳng nhau chạy format chạy format hơi chạy này và bây giờ dân chạy nách cứ bị trôi mà đỏ lại đi và chắc bây giờ dân chạy nách đấy và vì dân khơi nhờ pi drive nhé và phần ta drive một tháng lớn ấy cứ chia drive system và chân drive system vì miền tối chạy vì miền trâm tại bay rơi hạ sập mê cả bài thì và chắc là dân mở khơi nhé nên này chẳng dương miền tầm mùi nhé từ trái xì bỏ dương mùi đây là sao phải biết thầm tại hà sập bẩm bốn chạy bẩm bẩm chi cả bài và có mắc chạy nạch kiểm và bây giờ dương chạy nạch cứ việc mà đo lại set up bình đồ và lại nó cứ việc ở tầm bảng bình đồ à và chẳng cứ dương rộng chăm tôi là chọn nhé và rộng chăm tôi là chọn và bây giờ việc chọn lại nắng cứ việc chạy đi start sân mùi và chạy đi start sân mùi và tôi đi start chọn
và bạn này thả vì ở dưới đặt password đấy và trên cái này đặt password đi dân khơi nơi cái này nhờ user này cứ việc ở dưới đồ chung mục tiền bạn này thả user nó cứ chung chia administrator tại một đó và chân cứ dân pra user bỏ PC bỏ dân chỉ administrator đấy và tọa máu password và chân password dân đặt trời tại mình security lại này và sana password bao dương admin security thế về đại dương đặt là tiền thả đại dương đặt lệ sọt nhé rồi mới dương đặt so sọt và chắc về đại dương đặt hỏi thì dương chạy này tới vì từ hay về từ lọc màu lại nâng bình từ đại và hay dương chạy sang ra chỗ password đang đặt hỏi mấy bạn về từ lọc màu bình và tạm bất về từ lọc màu bình làm bây giờ cái password đang admin security thì và chắc dương ở ban mưa nó lơ anh sao bảo việc gặp chứ bà dương đặt password nó tâm xa tiền về đây dương chạy tâm xa tiết cứ việc lọc bằng lại làm xa tiền bà chơi 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 đặt tâm hát mới chơi tạo lọc màu bình đặt tới lọc màu bình nét bà chân đam mê không ở việc lọc màu bình nhưng trời ta đặt password ở mình sẽ xử lý thì nét trời miền lê miền là gió nó miền sẽ nhà bà giang tích chắc đi của mỗi tuần lang tới bà chân khăn lưa hay năng khăn khó cứ đổi khi nhiều nè bà hàng lời hàng cám cứ đôi khi này bà chấn bắt to bây giờ đã hai cái dân chạy nấy cứ bị tờ chấn chăm chỉ à khang một mình mà to mà cái tiền bà nơi quê đại dương đã password nó mới xử lý thế bà này thao viên tờ lọt màu bàn thầm bay xa nè bà này thao dương đã password nó bay đón cứ bị tờ là hôm bị chụp tờ lọt màu bình nha bà chấn nơi quê đại dương chỗ đó Windows Server sẽ dùng đặt password để dùng đặt nâng hết dùng lọc in đặt chỗ và dùng lọc in đặt chỗ cho những chơi chơi ra mau bị mua là hết ấy và mau bị mua là hết password để dùng đặt mình security và chân cứ vía run tự đợi xoay của mod hay PC nó cứ vía và cái password mấy mua ở dưới tài đó chân dùng hoạt động này và chân cứ dùng lọc ở chỗ lên chân bên nó chơi tới set up Windows Server bị bỏ nó bị đừng xa tiền này nè chứ đã bây cộng ở chụp ở nhà nè dương trời để đặt password ở miền security và miền lễ miền ạ xó nâng miền sở nhà nè và giang tích của môi tụng đặt hàng lơ môi hói đặt hàng rào môi tiết ở đôi khía và tỏa mối dương chết phí ní và chứ nó quyết là dương chết phí ní cứ vì lô đo trả môi tiết nè anh ấy bà này thái chọp này thì sẽ đạp Windows chọp dương thử lọc in chỗ Windows Server bỏ chị và phần tay Windows Server bỏ dưới những set ở trong việc về bỏ sân này dừng chạy Control Alt Delete bạn nên thay restart một sân tầng off mong nè trên này trong việc về cái dừng ấp chạy Control Alt Delete anh ấy to tại một sân PC bỏ dừng bật bạn dừng chạy Control Alt Delete trên dừng prime này trong việc về cái dừng chạy Control Alt Insert và Control Alt Insert nè và trên này bây giờ dừng chạy Control Alt Insert hết cứ việc ở dưới đặt password và chương đặt password và tôi bây giờ đặt password đó chương enter tới cứ vi lock cho một đó và Windows server bao giờ tạm đó và trước bên nó cứ dừng khởi server manager và chương roll Windows server đó bây giờ dừng set hai chắc vì Windows server vì bọn nó bị lần tới cứ vi tới tại biến server manager đang mùi và chạy mở trước bên server manager đang sử dụng ấy và server signature nó cứ miễn tuần thì sẵn khán là xâm lạc làm lạc sử dụng xếp xếp tặng ổn và đại dương trời làm lạc sử dụng xếp xếp nó cứ dưỡng trời làm lạc cho mỗi server signature này và chân ca làm lạc Windows Server bị quan đọc pin ấy cứ khi bình chọc trong năng sánh và slide trái cứ khi bình tỏ bề riêng thương khai tiết chân server bị quan đọc pin bởi dưới như bạn sẽ đáp chọc hỏi trong sâu bình chọc trong này và ở cuốn xong rạp ca dựng chất tục đặt đặt ca bằng chỗ bỏ nhau.